Bác sĩ cho mình hỏi, ứng dụng WebShape để làm gì ạ? Thưa các bạn, thì trong cái công cuộc chỉnh nha thì chúng ta có thể là làm bằng tay và làm bằng truyền thống cũng như là sử dụng công nghệ số để phục vụ là cái việc chỉnh nha của mình được tốt hơn. Thì một trong những ứng dụng mình dùng đó là ứng dụng WebShape. Thì với ứng dụng WebShape thì các bạn có thể tải về tải phần mềm về máy hoặc các bạn có thể sử dụng online trên điện thoại hoặc trên máy tính. Thì thông thường ở trên WebShape thì mình sử dụng là nhằm 5 mục đích như sau. Mục đích thứ nhất là trên WebShape tôi sẽ tải các thông tin bệnh nhân lên, bao gồm là các ảnh chụp này, ảnh ngoài mặt, ảnh trong miệng của bệnh nhân, chụp phim X-quang, ngoài ra còn một số cái liên quan đến hồ sơ điều trị mình có thể chụp và mình up lên đó. Đồng thời là có thể là mình xem theo dõi rất là tiện lợi. Ví dụ như khi mỗi lần bệnh nhân đến, tôi lại chụp những bức ảnh, tôi có thể up lên đó và tôi có thể theo dõi hàng tháng những cái vấn đề của bệnh nhân thông qua bằng cái điện thoại hoặc bằng cái máy tính đều rất là dễ dàng. Nhưng không cần phải nhất thiết là khi mình dùng cái mở điện thoại cũ của mình ra để mình xem những ảnh bệnh nhân này, hoặc là mở cái máy tính ổ cứng của mình ra để mình xem thì có nguy cơ bị mất. Thì khi mình lưu online này, mình có thể là đi đâu mình có thể xem được và rất là tiện lợi. Cái thứ hai tôi sử dụng đó là tôi dùng để phân tích phim. Tức khi những khi bệnh nhân của mình ngày xưa là mình chụp phim xong, mình sẽ in phim ra và mình vẽ tay để phân tích cho bệnh nhân. Tuy nhiên bây giờ là thời đại công nghệ số rồi, cho nên đa phần những trường hợp của mình ấy, bệnh nhân của mình đến thì mình sẽ chụp phim X-quang, sau đó mình đưa lên máy tính và mình chấm điểm thôi, và sau đó máy sẽ đo đạc cho mình các thông số rất là chính xác và rất là chi tiết. Đồng thời trên đó mình xem được ở tương quan xương, tương quan răng, tương quan mô mềm bệnh nhân như thế nào, nó rất là dễ dàng. Cái thứ ba tôi sử dụng đó là tôi sẽ làm mô phỏng cái điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là cái mô phỏng góc nghiêng của bệnh nhân như thế nào, nó sẽ thay đổi thế nào trong quá trình bệnh nhân điều trị. Với cái WebShape thì tôi có thể là tôi lồng hình ảnh của bệnh nhân, tôi lồng cái ảnh mặt nghiêng bệnh nhân này và cái phim X-quang scopolometric, và sau đó tôi sẽ tiến hành mô phỏng điều trị. Tôi sẽ di chuyển xương bệnh nhân như thế nào này, tôi di chuyển răng thế nào, và cùng với đó là sự thay đổi của xương, của răng và của mô mềm trên cái nét mặt nghiêng bệnh nhân như thế nào. Và từ đó là chúng ta hình dung rất là dễ dàng và bệnh nhân nhìn cũng rất là dễ. Trăm nghe không bằng một thấy, đúng không ạ? Khi bệnh nhân nhìn thấy kết quả điều trị thì ok, người ta sẽ dễ dàng là tin tưởng mình hơn và có thể là hình dung được kết quả điều trị tốt hơn. Thứ tư đó là chúng tôi sử dụng để là theo dõi và đánh giá kết quả điều trị. Thế hàng tháng hoặc là một số tháng mình sẽ có thể là mình chụp ảnh, mình up lên và mình theo dõi rất là dễ. Ngoài ra chúng tôi sử dụng một phương án đó là chồng phim. Tức là mỗi lần hẹn hoặc là có thể là cách nhau 1 năm, 2 năm hoặc là một số mốc quan trọng, tôi có thể cho bệnh nhân chụp những phim X-quang và từ đó tôi chồng phim để đánh giá sự thay đổi của xương bệnh nhân như thế nào, sự thay đổi các răng như thế nào hoặc sự thay đổi mô mềm như thế nào, và biết được là kế hoạch của mình điều trị có ok hay không, có ổn hay không, hay liệu mình có thể là thay đổi như thế nào cho nó phù hợp hơn hay không. Cái mục đích thứ năm của mình sử dụng đó là mình có thể tạo ra các video mô phỏng sự chuyển động của răng. Thì cái điều này là trên WebShape người ta làm rất là dễ dàng. Các bạn có sử dụng ứng dụng này hay không? Các bạn dùng cho mục đích gì? Hãy chia sẻ với mọi người nhé. Bác sĩ Vượng, Học viện Nha khoa.